Vâng, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì em làm một cái video để giới thiệu với cả nhà về một cái áo rất là hot do bạn Đức này đang mặc, đúng không ạ? Thì với cái áo của bạn Đức như thế này thì làm sao ở đây chúng ta nhìn này, là cái vai này gọi là vai sệ và form rộng nha. Thấy Đức ngồi xuống thì nhưng mà cái áo nó phồng phình ra rất là nhiều, đúng không ạ? Thì cái này người ta gọi là áo form rộng. Thì với một cái áo này thì chúng ta đã thiết kế trên cái phần không gian 2D ở đây, và bên này đó là không gian 3D. Thì ở đây á, là chúng ta đã làm được không gian 2D và 3D như thế này. Đây, đó, nhìn rất là sinh động, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ cần xem ở trên phần 3D chẳng hạn, chúng ta đã làm được một cái form áo rất là đẹp như của bạn Đức mặc. Và các bạn thấy không ạ? Đây, đây mình phóng to lên để cho các bạn thấy được là đây, cái phần này là phần sẹ vai. Sẹ vai đây nha. Cái dáng này phải nói là mặc lên rất là chuẩn. Mặc lên rất là chuẩn. Đây nha. Đó. Trước ngực này là có một cái hình thêu. Cái này á, hình thêu rất là xì tai bây giờ. Bánh hộp kẹo gì đây, bạn ấy cảm thấy bạn ấy thèm mà đến nước miếng nó nhỏ ra thành dòng như thế này nha Đức ơi. Đây đó, rồi các bạn thấy đẹp không ạ? Rồi bên mình thì chuyên làm cho các local brand, tất cả các em, các bạn nào mà làm local brand với những cái form áo đẹp như thế này thì cứ liên hệ với bên mình nha. Đấy, nhìn lên thôi là đã thấy chuẩn rồi, đúng không ạ? Rất là chuẩn.